Xin chào mọi người. Không thì em chào chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hai Phết. Nhầm rồi. Ôi, ôi. Phạt rồi. Thôi cái kênh này mới hay, cái kênh này chả hay đâu. Phạt tiền. Chả hay đâu. Phạt tiền. Chả hay đâu. Chào mừng các bạn. Phạt tiền. Chả hay đâu. Phạt tiền. Chả hay đâu. Phạt tiền. Chả hay đâu. Phạt tiền. Phạt tiền. Chào mừng các bạn quay trở lại với Mất Gốc. Và lại là tôi. Tôi là Nga. Tôi là Nga. Và hôm nay chúng ta gọi là chiều theo à? Thuận theo. Chiều theo. Chiếu theo, thuận theo. Theo thuận theo, chiều. Thuận theo. Thuận theo. Thuận theo. Phỏng theo. Phỏng một theo. Một comment của bạn trên kênh, các bạn ấy bảo là muốn chúng tôi reaction cách sử dụng tiếng Anh của người bản địa trong những video về documentary, phim, triết học hay là sử học các thứ. Và phỏng theo comment đấy chúng tôi sẽ lên TikTok để xem video về động vật. Yeah. Cụ thể là nhiều con. Và không phải là học tiếng động vật. Alan, 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 Alan. Mà chúng ta sẽ học tiếng Anh qua các video động vật. Ok nha. Video đầu tiên. Bỏ sát. In the heat of the day, surface temperatures. Nhìn nó đần. Nhìn nó đần quá. To reach 160 degrees, far too hot to handle for most. Too hot. But not for this shovel-snouted lizard. Xem lại này, xem lại này. Raising its feet off the ground in turn. Con này như kiểu phủ đường ở ngoài. Enables each to briefly cool. Anh ơi, mình tĩnh. But even this dancing desert specialist can't stand the heat for long. Surface temperatures can reach 160 degrees. Far. Surface temperature là nhiệt độ bề mặt. Nhiệt độ bề mặt. Surface temperature. Yeah. Nó sẽ khác với cả nhiệt độ kiểu ở ngoài trời đúng không? Ví dụ mọi người hay dự báo là hôm nay 30 độ nhưng nhiệt độ bề mặt cảm nhận được có thể là lên đến 35 đến 40 độ. Đúng không? Nó sẽ khác đúng không? Và bên trong thì nó sẽ gọi là core temperature, nhiệt độ bên trong lõi. Lõi à? Hoặc là body temperature là nhiệt độ cơ thể. Far too hot to handle for most. Quá nóng để xử lý. Kiểu nóng không chịu được ấy. Không chịu được. Đúng thật như chị nói là con này đúng kiểu là nó chịu được cái nhiệt độ này. Khả năng bọc đường. Ờ trông giống như sugar coat. Sugar glazed. Đúng nhỉ. Delightful. Tiếp. Too hot to handle for most, but not for this shovel-snouted lizard. Ủa, chân giống chân gà. Gà giống. Ê, như là thằn lằn với lại gà là cùng một tổ tiên mà, đây là khủng long. Đúng không? Shovel là giống cái xúc xúc đúng không? Cái xúc đất này. Raising its feet off the ground in turn enables each to briefly cool. Blank xong rồi kiểu. Đấy là blank giữa chân giữa tay. Đấy đúng không? Có phải đấy không? Cái gọi là cái gì nhỉ? Chúng ta plank giữa tay lên. Plank giữa chân lên. Mà trông kiểu động tác kiểu rất khoát ấy. Cơ bụng chân rất khỏe. Ui, chân lên tay lên cơ mà. Chéo luôn. Nó gọi là gì vậy? Spider. Eye hand coordination ấy. Là sự phối hợp tay chân đúng không? Tay mắt hoặc là tay chân. But even this dancing desert specialist can't stand the heat for long. À. Tức là không phải nó nhảy cho vui mà là nóng quá nên nó kiểu dơ dơ lên ấy, kiểu kiểu bóng ấy. Ui chạy nhanh thế. Vận động viên Olympic mà đâu luôn. One option is to find shade. Ôi, con này dài đấy, đúng không? Con rắn này. Hay nó. Dune grass, the only vegetation here, provides virtually none.
But just an inch beneath the surface of the sand, it is several degrees cooler. Nó mà. Đâu, nó khác. Nó mà. Để những con bò sát ở sa mạc mà. À, về nhiều con bò sát mọi người ạ. Không phải chỉ về con thằn lằn mõm rẻ. Rắn này. Avoiding the extreme heat imposes a rhythm on desert life. Thì đại khái là video này nói về các con bò sát ở trên sa mạc và làm thế nào để nó tránh nóng. Xong rồi cách tránh nóng của nó khá hay. Là nhảy. Xong rồi hoặc là chui xuống. Chui xuống cát. Hoặc là chui xuống bóng râm. Ok, đầu tiên mình có từ heat là hơi nóng. Kiểu cái nhiệt ấy. Thế à? Nghĩa là kiểu I'm heat ấy. Em hơi nóng tí và điều hòa được không ấy? Degree là nhiệt độ. Độ. Hoặc là độ, kiểu mức độ ấy. Nghĩa là mình hoặc có là thể bằng. Dùng bằng. Bằng. Briefly là kiểu ngắn ngắn ấy nhỉ? Ngắn gọn. Raising its feet off the ground in turn. Ngắn ngắn. Kiểu một, ở đây một cách nhanh chóng. Ở đây họ dùng briefly cool. Mát mẻ trong một thời gian ngắn ngắn. Ví dụ có cái từ dune grass này. Dune grass, the only vegetation here provides virtually none. Dune là đụn cát ấy. Ừ, đụn cát nhưng mà có grass thì nó sẽ là như kiểu là cỏ màu sa mạc ấy. Trong này có nói là kiểu ở dưới cái đụn cát, ở dưới cái bóng râm của đụn cát ấy, nhiệt độ nó mát hơn vài độ. Cooler. A few degree cooler. Ừ. Vegetation. Là gì? Là thực vật. Thảm thực vật. Mát. Virtually này. Virtually nó như kiểu là virtually, từ đầu nghĩa virtually là gì? Virtually. Mình xem lại câu đấy đúng không? Chị cũng không nhớ. Virtually gần như, hầu như. Nhưng virtual nó cũng là kiểu ảo đúng không? Không, nhưng virtually là gần như, hầu như. Yeah. The sun, it is several degrees cooler. Ngứa. Trốn. Avoiding the extreme heat. Avoiding the extreme heat imposes a rhythm on desert life. Câu này khá đắt ạ. Tránh cái nóng cực độ tạo ra một cái nhịp điệu trên đời sống sa mạc. Như kiểu là cái việc mà nó trốn trốn xong ngay thì cái tiếng kiểu cái cát nó dạo dạo à. Nên là cái việc mà nó avoid cái extreme heat đấy tạo ra một cái rhythm. Đúng không? Nhưng mà mấy cái tiếng này là họ đi quay về nhé, xong họ thêm sound effect vào đấy. Chứ không phải là họ quay là cái tiếng như thế đâu. Thì cũng phải quay xa mà đúng không? Không làm sao mà quay được chúng nó. Cắn ngay. Ok. À, có một cái cũng so sánh cũng hay là nó so sánh con anh nhà phóng viên. so sánh con thân là đâu nhỉ? Dancing đây. Desert Specialist. Chuyên gia nhảy múa sa mạc. Kiểu họ nhìn thấy xong họ viết văn này nghe cho hay thôi. Tả tả ấy, nghe nó rất là kiểu có tính mô tả. Drought is all this baby elephant has ever known. Man-made water holes can be a lifesaver during drought. But they can also be a death trap. His whole family comes to the rescue, but they still can't figure out how to save him. His inexperienced mom takes a big risk, crossing to the other side. Now, in deep water for the first time, he can barely swim. Finally, his trust in mom pays off. Kiểu hay chứ? Video là về tình trạng hạn hán nói chung và kiểu nó làm cho nước bay hơi hết xong không còn nước đúng không? Và những cái hố nhân tạo thì nó là kiểu gọi là một cái nguồn nước. Vừa là nguồn nước mà kiểu hữu ích cho voi và vừa là một cái death trap, cái bẫy có thể gây chết voi. Trong này có dùng từ khá hay là it's a life saver but also a death trap ấy. A life saver là cứu mạng nhưng mà là một cái bẫy ấy. Đấy, họ dùng từ khá hay ấy. Nó đối nghịch nhau à? Một cái nữa là câu đầu tiên nó có một cái mà một cái
Fraser. Drought is all this baby. All kiểu cái gì something is all this baby elephant has ever known. Kiểu has ever known là kiểu từ khi sinh ra kiểu nó chỉ biết đến cái này thôi. Đúng rồi. Như kiểu là hunger is all these people ever known, hoặc là war is all these people ever known. Thì nó là một cái câu, một cái phrase cả, cực kỳ mạnh. Kiểu cả cuộc đời của mình chỉ biết những cái này thôi. Tiếp mình cũng có thể nói những cái nhân tạo là man-made, đúng không? Man-made water holes thì nó là những cái hồ nước nhân tạo. Thế đồng nghĩa với man-made là gì? Đồng nghĩa với man-made là artificial. Chính xác. Mời điểm với chị Nga. Pays Crossing. Off. Hay này. Cái từ của đoạn cuối là lúc mà his trust in mom pays off. Là cái lòng tin vào mẹ đã được gọi là đạt hai kết quả. Pays kiểu off. Có kết quả xứng đáng kiểu đấy. Có một cái nữa là barely swim. Thì cái barely đấy như kiểu là gần như không thể kiểu lúc nào rơi xuống nước thì kiểu cứ cố bơi thôi nhưng gần như là không biết bơi ấy, kiểu đấy. Như là how are you? I'm barely hanging on. Tôi đang rất kiểu cố gắng, rất cố để tồn tại ấy. I barely eat watermelon. Tôi gần như không ăn dưa hấu. Chị ghét dưa hấu. Chị ghét dưa hấu á? Ăn kinh quá. Sao chị lại ghét dưa hấu? Không vị. Vì nó bị kiểu lơ ấy. Sao không thể ghét dưa hấu vậy? Xong chị bị sợ nhìn cảnh mọi người nhè hạt dưa hấu xuống dưới sàn ấy, xong nó kiểu nhiêm nhớp ấy. Nhưng em không nhè hạt dưa hấu, em ăn kiểu... Good for you. Mọc dưa hấu trong người đấy, mọc cây dưa hấu đấy. All I ever know is... Swallowing watermelon seed. Eating watermelon is all I ever known. Tiếp theo. Chameleons are not native to Portugal, but they are here to stay. There's nothing else quite like this creature anywhere in the country. Its feet are adapted to grip tree branches and twigs. Its tongue, like a catapult, can be fired in a split second. Nom, 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 nom. Individually operated eyes give it 360 degree vision and an advantage over potential predators. Ủa kinh ấy, trông... Mắt 360 luôn mà. Trông dị ấy, trông cứ dùng cái gì nhỉ? Exorcist à? Ồ. Xếp à? Như camera. And prey. When a chameleon senses his next victim nearby, both eyes synchronize, calibrating its depth perception to the millimeter, making its next strike. Ủa. Slow-mo đúng không? Nó sẽ nhanh thì... Các bạn thể dùng slow mo ấy. Chứ không phải là... Thôi ăn mì hào hào. Chứ không phải ăn mì hào. Ngon. Delightful ấy. Ngay vết. Hay. Hồi trước chị hay đọc con tắc kè là chameleon. Là chameleon ấy. Hồi trước chị hay đọc là chameleon. Chắc là vì chị đọc chameleon. Con Charizard đúng không? Kiểu cha. Nó là chameleon. Chameleon. Đây là video về con tắc kè. Portugal là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Nó không phải là native đâu nhé. Là không phải là đẻ ra đã là ở trên đất của ấy đúng không? Mà là kiểu được nhập về. Nhập về xong rồi nó thích nghi và nó sống ở đây luôn. Và cái quá trình săn mồi của con này, cái con này có nhiều cái hay như là mắt 360. Nó xoay 360, nó xoay được nhìn lên sau lưng nữa. Kinh nhở, trông kiểu. Trông hài hết. Kiểu tao có mắt đằng sau đấy. Con này phải cho lên cầu Vĩnh Tuy phạt nguội. Được quá. Hợp lý. Thì cái việc có mắt như thế nó sẽ vừa giúp là spot prey and spot predator. Có một cái người ta dùng là individually operated eyes là mắt vận hành riêng biệt ? Như là... kiểu là nó tách biệt với những cái cơ, những cái ấy khác. Không phải như là hai mắt nó, ví dụ mắt mình nhá. Mình nhìn sang bên này thì cả hai mắt đều nhìn sang một bên ấy. Trừ một vài người có thể.
Nhưng mà mắt mắt còn đấy kiểu một mắt trước một mắt sau được. Ừ, kiểu lag ấy. Đỉnh nhờ. Đỉnh chứ. Có một cái là tree branches and twigs. Thì branch như mình biết là cành cây kiểu nó to rồi, nhưng mà twigs thì nó sẽ là những cái cành nhỏ hơn. Ừ. Kiểu nếu như mọi người search thử Google thì sẽ thấy là nghĩa là nó sẽ có những cái ảnh tượng trưng như kiểu là đây là một cái thân cây, à nhầm, một cái cành cây, và sau đấy nó có một cái vài cánh bé như cái stick nó chỉa ra. Twigs đúng không? Ờ thì là twigs. Okay. Catapult là catapult. Là nó giống súng cao su. Nó phóng ra. Ừ. Hình như nó cũng gọi là súng cao su sao ấy. Ý là súng cao su cũng gọi là catapult. Oh. Em chỉ biết cái catapult là ngày xưa đi công thành ấy. Ừ. Nên là họ có cái máy bắn đá, cái đấy gọi là catapult. Ừ. Thì cái lưỡi của con thằn lằn này vì nó bắn nhanh và nó kiểu phóng. Ừ, nó phóng nhanh ấy. Sao nó nuốt con mồi nên có thể gọi như là một cái catapult. Hoặc là ví dụ nhé, mình có thể dùng từ catapult như là một cái sự đẩy lên. Ví dụ như là that performance catapulted her career. Là đấy cái màn bệ phóng đúng không? Đấy, bệ phóng. Cái màn biểu diễn đấy đã phóng sự nghiệp của ấy lên trên cao. Đó. Kiểu thế. À, có một cái thấy hay ở cái video này là đoạn mở đầu họ đưa ra một cái statement mang tính chất đóng đinh là chameleon are not native to Portugal but they are here to stay. Là một cái câu mạnh từ ngữ không có gì hoa mỹ cả, nhưng mà mạnh, here to stay là chắc chắn ở đây. Nó tồn tại được ở cái đất đấy đúng không? Và cái giọng ông ấy hay nữa. Ừ, nếu như mà mọi người kiểu đang thi IELTS speaking ấy, thì cũng có thể tham khảo những cái cách mà người ta dùng từ và thể hiện các cái expression ở trong các video như thế này. Nó khá là kiểu văn hoa mỹ và kiểu mang tính mô tả cao ấy. Thứ hai em sẽ không thể nó quá hoa mỹ đâu nhá, nhưng mà họ dùng từ rất on point. Ừ, kiểu từ nào ra từ đấy và rất vào vấn đề luôn, không bị kiểu nó thể hiện được đúng cái tính chất của câu chữ mà mình muốn nói. In a split second, trong tích tắc, nó còn nhanh nửa giây ấy, kiểu chia cái giây đấy ra, kiểu split second thì chắc là kiểu là còn ít hơn cả một giây nữa, đúng không? Kiểu siêu nhanh. Biến thái. Bình thường có mấy cái câu kiểu là split second decision ấy, nghĩa là kiểu phải đưa ra quyết định rất nhanh. Orca, a whole pod with their own young to feed. They know this time of year brings easy pickings. Luna is oblivious to the danger. Working as a team, the orca start to circle. They do little to hide their presence. Sending panic through the rookery. Luna realizes something is wrong. She has to make it back to the safety of the rocks. She's made it. Phát chết. Cuộc rượt đuổi giữa cá voi, sát thủ orca và sư tử biển. Và nó thoát chết bằng cách leo lên cái vòng đá safety of the rock. Hay phết nhỉ? Kiểu ý là hay. Ê, nhưng mà thực ra nhé, em thấy là cái này nếu mà nhìn mình xem ngoài thiên nhiên ấy, thì mình sẽ thể kiểu nó sẽ là kiểu mấy cái tiếng sóng xong rồi mình nghĩ nó sẽ không dramatic như này. Thêm nhạc nữa. Thêm nhạc này xong rồi người ta kể chuyện, nghe cách người ta kể chuyện này làm cho nó nghe nó có tính hấp dẫn hơn. Có tính hấp dẫn, có tính nghẹt thở trong đấy. Rồi là có một chút có thể là cái cách cái con Luna kia nó đến bờ nó khá nhanh ấy. Kiểu lên rồi. Mọi người kiểu như họ chậm. Kiểu câu chuyện. Kiểu ta 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 ta. Bọn cá voi thì nó chả thèm mấy cái, nghĩa là kiểu không có tí effort nào trong việc hide their presence ấy. Xong rồi mình tạo ra sự chaos các thứ, trong khi mọi người kiểu ô cá voi kiểu đi thôi. Kiểu đấy gọi là khả năng storytelling ấy. Có thể kể chuyện một cách hấp dẫn. Cái rookery
Ý là ban đầu thì chị biết là nó là một cái cây mà kiểu để bọn chim kiểu blackbird nó tập trung ở đấy. Là cái chỗ, cái khu vực thôi. Ừ. Cái đàn ấy. Cái khu vực cái đàn để sống, một đàn để sống, ví dụ như là một đàn chim cánh cụt này, seal là con hải cẩu à? Hay hải ly? Hải cẩu. Hải ly là beaver. Ờ, sinh sống. Và một số những loài cũng sinh sống ở những cái rookeries này. Đàn cá voi sát thủ là gì? Orca. A whole pot of orchid. Pot of orchid. Pot là cái pot đấy bạn. Máy thở à? Máy thở đấy. Pot. Trong này có gì nhỉ? À, có cái đoạn hay là this season would bring easy picking ấy. Pick này nghĩa là một ví dụ như là trong một đàn á thì một con bị pick đi, nghĩa là một con bị bắt đi, bị ăn thịt ấy. Kiểu thế. Easy pick là kiểu chắc là sẽ săn mồi dễ dàng. Một cái từ mà như kiểu là hay để có thể dùng thay cho từ forget này. Forget là oblivious. Forget á? Oblivious tưởng là đương nhiên. Không, obvious mới là đương nhiên. Còn oblivious là bị rơi vào quên lãng. Oblivion là sự quên lãng. Đấy, ví dụ như là that memory has fallen into oblivion ấy. Đấy thì nghe nói câu đấy nghe kiểu I forget about that. Thay vì là đã rơi vào quên lãng. Đấy, rơi vào quên lãng với tôi rồi. And I have to jog my memories for it chẳng hạn. Và hy vọng các bạn thích xem động vật cùng chúng tôi. Cùng chúng tôi. Nếu các bạn thích xem con nào, thích xem con học tiếng Anh qua video như thế nào thì có thể recommend cho mình ở dưới comment. Để sau khi chị Nga đi rồi thì tôi ngồi xem mình. Tưởng có host mới. Đây là video cuối cùng của chị đúng không? Không. Thật là. Ừ. Trong một năm tới. Không. Ít nhất là còn cái nữa. Còn nữa? Ừ. Thế hết rồi. Ok. Tôi là Nga. Tôi là Nga. Mọi người ăn cho lại cho vui vẻ của em với. Buồn quá. Buồn. Chả buồn đâu, chị đi luôn đi. Chả buồn đâu. Biến. Đi. Làm việc với chị này hơi chán. Tôi nói thật các bạn. Muốn tìm chị khác à? Thấy ngay lập tức cái chị này chả. Em khác. Thấy ngay mà em khác bảo tôi. Chị này hơi già. Xinh xắn mới mẻ. Tóc cũng thân xoăn. Cái thế. Ok. Tôi là vui vẻ, đây chị Nga sắp đi rồi. Các bạn hãy subscribe đi để chị Nga ở lại. Nếu mà kênh được 100.000 subscribe, chị Nga sẽ ở lại. Không đi nữa. Unbelievable. Ok.